Chào các bạn, đây là một thủ đoạn lừa đảo không quá tinh vi, không cầu kỳ phức tạp nhưng mà lại cực kỳ dễ bị mắc bẫy và mất tiền, thậm chí còn mất cả danh dự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai sau này. Rất nhiều người thời gian gần đây đã gửi mail về cho Kiến Thức Thú Vị để chia sẻ về chiêu trò lừa đảo này. Vậy nên, ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn để tránh bị mất tiền oan. Phải nói rằng bọn lừa đảo nó luôn biết cách tìm ra những điểm yếu nhất của con người để tấn công. Thường thì các bạn sẽ thấy là chúng nó sẽ tấn công vào lòng tham của con mồi. Bởi các bạn thấy là khi lòng tham trỗi dậy thì chúng ta rất dễ mất tiền ngu. Nhưng lần này bọn chúng không đánh vào lòng tham mà chúng nó đánh vào cái khác. Đó là bản năng của cơ thể, là dục vọng, và đối tượng đa phần là thanh niên độc thân cô đơn. Rất nhiều anh em gửi mail về cho Kiến Thức Thú Vị, có người bị mất 5 triệu, 10 triệu, nhưng có người bị mất tới cả 100 triệu. Thật sự là không thể tin nổi, một chiêu trò hết sức cơ bản mà lại có nhiều anh em mất tiền đến vậy. Và chiêu trò của chúng nó bắt đầu như thế này. Đầu tiên, các đối tượng sẽ lên mạng xã hội tìm kiếm các mục tiêu tiềm năng. Điều mình thấy buồn mà cũng buồn cười nhất là khi đọc tâm sự của mọi người khi bị lừa đảo, đó là khi xem các video về lừa đảo trên kênh Kiến Thức Thú Vị thì mọi người nghĩ rằng ôi mấy cái trò này mình lạ gì, còn lâu mới dính bẫy. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn bị mắc bẫy của bọn lừa đảo. Thế nên là các bạn đừng chủ quan, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể đang bị bọn lừa đảo nó theo dõi và tấn công. Trong chiêu trò lừa đảo này, các đối tượng sẽ tiếp cận con mồi bằng cách chúng tạo các tài khoản đóng giả gái rồi nhắn tin làm quen với bạn. Bọn nó để hình gái xinh, hở hang, nói chung nhìn là thích liền. Thế nên nhiều anh em ban đầu sẽ nghĩ, ô có đứa gửi cái bạn này, xem nào, cũng xinh, trong tài khoản cũng không phải bán hàng, ngày nào cũng đăng ảnh đi chơi thế này, chắc là nick thật. Nhưng mà sao em nó lại muốn kết bạn với mình nhỉ? Thôi kệ, xinh là được, kết bạn chứ có mất cái gì đâu mà lo. Thế rồi sau khi thả tim qua lại thì các em ấy bắt đầu nhắn tin với bạn, tâm sự cô đơn nọ kia, rồi dần dần nảy sinh tình cảm. Mà nói thật là mấy đứa xinh gái cỡ Ngọc Trinh thì chẳng cần gì, có khi chỉ 30 giây thôi là bạn đã nảy sinh tình cảm rồi. Tiếp theo, khi đã như là người yêu của nhau thì chúng nó bắt đầu gợi ý bạn có muốn show chút hình không? Kiểu, thôi từ xa không gặp nhau được thì em cho anh xem hình của em, rồi anh lại cho em xem hình của anh, mà ở đây là hình nóng các bạn nhé. Hoặc có thể mọi thứ bắt đầu một cách đơn giản hơn, công thức có thể khác nhau nhưng cũng vẫn dẫn đến một kết quả. Đó là mấy thanh niên cô đơn ở nhà hay tìm đến các dịch vụ đen gọi điện xem hình nóng của gái trên mạng. Và các bạn thấy là chúng nó chạy quảng cáo các dịch vụ gọi điện show kiểu này rất nhiều. Nên là chẳng cần yêu đương tán tỉnh gì, nhiều khi anh em chủ động tìm đến các động bàn tơ của chúng nó ngay. Dù là theo con đường nào thì cũng đi đến một kết quả là bọn nó gửi hình nóng cho bạn, rồi bạn gửi hình nóng cho chúng nó. Hai đứa đang cảm thấy thích thú như ở chốn thần tiên thì bất ngờ thế nào nó nhắn tin cho bạn là Giai ơi, anh có ảnh nóng của chú rồi. Bạn sẽ, bà mẹ, sao em yêu lại nhắn lạ vậy nhỉ? Nhưng không kịp để bạn phải suy nghĩ, nó giải thích luôn, giờ mày không chuyển 2 triệu đây thì bố mày sẽ gửi hết ảnh nóng của mày cho cả thiên hạ biết mày là con người thế nào. Thôi xong rồi, đang đê mê như được tiêm thuốc tê thì tự dưng bừng tỉnh, hóa ra là bị lừa. Nhưng bây giờ làm sao, không gửi tiền cho nó để nó đăng ảnh nóng của mình lên Facebook thì cũng chết, mà nó còn đe dọa gửi cho bạn bè, cho thầy cô, cho họ hàng thì lại càng chết hơn. Nói thật là đến hoàn cảnh này, hầu hết các anh em chỉ có một cách là chấp nhận, gửi tiền cho nó và thắp hương cầu nó sẽ không tung hình mình lên mạng. Nhưng các bạn cũng thừa biết là bọn này nó không dễ tha mạng cho bạn đâu. Sau khi chuyển 2 triệu, nó lại bắt bạn chuyển 4 triệu, rồi 8 triệu, rồi hàng chục triệu. Thực ra chuyển hàng chục triệu mà đổi lại danh dự của bạn để bạn không bị tung ảnh nóng lên mạng thì nhiều anh em vẫn sẵn sàng chuyển ngay. Chứ tưởng tượng giờ cả xã hội thấy hình của bạn trong trạng thái đang vui một mình thì thật sự là chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống đất. Nên vài chục triệu cũng phải cố mà chuyển. Nhưng mà cái bọn lừa đảo nó đã dụ được vài chục thì nó lại đòi tới vài trăm. Mà ông nào đã chuyển vài trăm thì có khi nó lại đòi tới cả tỷ. Lòng tham là vô đáy, mà còn vặt được bao nhiêu thì cứ vặt thôi. Thế là xong, từ một đứa người yêu xinh như Tinh Tinh mà mình thầm thương trộm nhớ, nó quay ngoắt 180 độ thành thằng lừa đảo vô cùng xấu xa và độc ác. Nó đang cưỡng đoạt hàng chục triệu và vẫn còn tiếp tục. Nhưng điều tồi tệ nhất là người ta bị mất tiền thì thôi còn đỡ. Mình đã bị mất tiền nhưng nó vẫn gửi ảnh nóng cho bạn bè, làm mình còn mất cả danh dự. Đây là chiêu trò rất nguy hiểm, kể cả anh em không tham lam,
không bị dụ đầu tư mấy cái nọ cái kia dễ làm giàu thì anh em vẫn mắc, chỉ cần cô đơn bản năng trỗi dậy một chút là có thể dính bẫy liền. Thế nên là trong tình huống này thì chỉ khuyên anh em cẩn thận hai điều thôi. Thứ nhất là đừng có tin tưởng đứa con gái nào trên mạng, vì trước màn hình thì nó là gái, nhưng mà sau màn hình nó lại là cái đứa có củ khoai trong quần đang ngồi ở bên Campuchia. Mà đặc biệt là nếu nó là đứa xinh gái lại chủ động nhắn tin với bạn thì tốt nhất là dẹp đi. Không có đứa con gái xinh nào mà nó phải chủ động đi tìm trai lạ cả. Nó có cả trăm thằng vây quanh còn chưa hết, nên nó xinh mà lại tìm đến bạn thì chắc chắn là anh hùng sắp rơi vào bẫy mỹ nhân. Tóm lại, không kết bạn với gái lạ mà nó chủ động làm quen với mình. Thứ hai là đừng để lộ thông tin cá nhân với nhiều người trên mạng, đặc biệt là những cái riêng tư, vì nó có thể trở thành vũ khí cho bọn kia tống tiền bạn. Thực sự là bọn lừa đảo bây giờ nó quá phức tạp. Chúng ta không thể biết một người mới quen trên mạng có phải là kẻ lừa đảo hay không, bởi chúng nó quá nhiều chiêu trò. Nhiều khi thì nó tâm sự, nhiều khi nó dạy làm giàu, nhiều khi nó còn bảo nó là công an, thậm chí có đứa nó còn giả làm thầy thuốc, thầy bói, các loại thầy. Thế nên là lên mạng không tin người lạ được. Phải nói rằng xã hội bây giờ quá nguy hiểm. 15-20 năm trước, mình lên mạng chẳng bao giờ phải nghĩ gì. Hồi đó người tốt trên mạng là có thật. Có một anh cùng đam mê làm web với mình, có tặng hẳn cho mình một cái domain và hosting. Có một chị thì tặng hẳn cho mình cái page cả chục nghìn follow. Rồi có những người bạn mà sau này bọn mình đã gặp ngoài đời rất vui. Nhưng mà cái thời đó đã không còn, giờ lên mạng là lừa đảo. Các bạn phải hết sức cảnh giác. Nếu ai chia sẻ video 30 thủ đoạn lừa đảo trên kênh Kiến Thức Thú Vị thì hãy xem và cập nhật kiến thức cho mình ngay các bạn nhé. Anh nhân tiện cái website kienthucthuvi.vn của bên mình sắp hết hạn rồi. Giờ không gia hạn thì sẽ phải đóng cửa. Mà như vậy thì nhiều thông tin bài học lừa đảo quý sẽ không còn được lưu lại. Vậy các anh chị cô dì chú bác, ai muốn duy trì tiếp cái web này để chống bọn lừa đảo thì hãy ủng hộ Kiến Thức Thú Vị một chút để bên mình duy trì nó các bạn nhé. Hoặc nếu có đơn vị nào tài trợ thì mình sẽ để thông tin của nhà tài trợ trên web. Vì không có kinh phí nên lâu nay bên mình cũng bỏ bê, không chăm sóc kỹ cho web. Sắp tới bên mình sẽ cố gắng để phát triển nó hơn và mang đến nhiều giá trị cho người dùng. Chống lừa đảo là một con đường dài, gian nan và khó khăn. Một người, một đội nhóm không thể làm tốt được. Rất mong được sự ủng hộ và đoàn kết của mọi người.